Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần cảnh và tâm. Trong phần cảnh và tâm thì cái phần thứ nhất là chúng ta nói về cái tính chất của tâm. Hay nói rõ hơn là chúng ta nói đến cái phẩm chất của tâm. Thì cái phẩm chất của tâm này nó tùy thuộc vào năm cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất á, là nó tùy theo cái hạng người. Như chúng ta biết á, khi mà chúng ta nói về cái tâm và nói về cái cảnh á, trong cái định nghĩa đó, tâm có nghĩa là thấy biết. Hai cái khả năng của tâm á, là cái khả năng mà có thể nhận thức được. Và tất cả những khả năng này, nói một cái từ nôm na là người ta nói là tâm có khả năng bắt cảnh, tức là thấy biết cảnh, có thể nhận thức được cảnh, thì cái đó có nghĩa là tâm. Còn cảnh á, nó là cái đối tượng mà để cho tâm có thể tiếp nhận được, tâm có thể biết được cái cảnh này, hiểu được cái cảnh này. Thì như chúng ta đã biết đó, cái người mà ở cõi dục giới đó, đây, thì cái người đó có thể biết cái tất cả các cảnh ở cõi dục, là các cái cảnh như chúng ta trình bày đây, các cảnh mà nó là thuộc về các môn. Ngoài ra đó, cái người ở cõi dục đó, với cái tâm của người ở cõi dục, khi mà rèn luyện đó, mà đã thành tựu được cái sự rèn luyện tu tập của mình về cái thiền chỉ thiền định, thì cái khả năng của nó có thể bắt những cái cảnh thuộc về thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Cái khả năng nó là như thế. Và khi một người đã đắc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì cái năng lực định của tâm đủ mạnh đó, để khi mà người ta hành trì cái pháp tứ niệm xứ, thì cái trí tuệ phát sanh, thì cái khả năng của những cái vị này nè, có thể bắt những cái cảnh mà vực kỳ vi tế. Đó là cái cảnh vô thường, khổ, vô ngã. Và khi những cái đề mục thuộc về vô thường, khổ và vô ngã đó, mà cái người hành giả, hành trì mà thấy rõ luôn cái bản thể của nó, thì cái người đó sẽ phát sanh được cái tuệ giác. Vậy như vậy, đây là có thể bắt được cảnh Niết Bàn. Cái cảnh mà nó hoàn toàn thanh tịnh và trong sạch. Như vậy khi nói cảnh, nói một cách tổng quát, nói một cách chi tiết, thì nó cực kỳ đa dạng. Nhưng mà cái khả năng của tâm là khả năng có thể bắt được các cảnh. Có nghĩa là có thể thấy biết được các cái đối tượng, có thể nhận thức được các cái đối tượng đó. Thì như vậy, chúng ta nhìn thấy cái tính chất đa dạng của tâm. Và như vậy thì trong cái phần này đó là chúng ta nói có 5 cái thôi. Là cái tính chất của cái cảnh đó. Thì cái tâm mà khi nó biết cảnh đó, thì cái cảnh này nó phải tùy thuộc vào 5 yếu tố. Cái thứ nhất đó, là cái tâm biết cảnh, nó phải tùy theo cái phẩm chất của mỗi người. Cái phẩm chất đó là cái phước báu thuộc về trí tuệ. Khi những cái phần quế nhiễm ở trong tâm những chúng sinh này là tham sân si nặng quá, thì với các cái cảnh trần nó xuất hiện đó, thì người ta nhìn cái cảnh khác. Còn khi cái người có cái tâm trong sạch, người ta nhìn cái cảnh khác. Người có cái tâm trí tuệ, người ta nhìn cái cảnh khác. Thì như vậy, khi những cái thức nó phát sanh ở đây, phát sanh và nó hoạt động thành một cái lộ tâm, tức là một cái dòng chảy của tâm thức, nơi mỗi người hoàn toàn khác nhau, không có giống nhau chút nào cả. Chúng ta càng đi sâu vào thì chúng ta thấy cái sự sai biệt cực kỳ vi tế giữa chúng sinh này với chúng sinh khác. Và cái sự vi tế đó không phải chỉ có giữa chúng sinh này với chúng sinh khác,
mà cái sự vi tế đó nó còn nằm nơi cái nội tại của mỗi cái chúng sinh. Mỗi cái thời điểm đi qua thì tâm chúng ta đã đổi khác. Đổi khác luôn. Thường xuyên có sự đổi khác đó. Nó có thể tốt hơn, cũng có thể xấu hơn. Thì đó là cái điều mà chúng ta phải nhận biết. Vì bản chất tất cả các pháp đều là vô thường, cho nên nó phải đổi thay. Nó phải có sự biến đổi. Nó có sự biến hoại và nó có sự biến diệt. Đó là cái đặc tính của nó mà chúng ta cần phải biết. Tại vì chúng ta là những cái chúng sinh ở trong cái cõi dục này, thì chúng ta bị chi phối bởi vô thường. Thân và tâm chúng ta đều chi phối bởi vô thường. Tất cả những cái cảnh giới mà chúng ta đang sống nơi đây, là cái cõi dục này, cụ thể là trên cái quả đất này, nó cũng nằm trong cái lực vô thường. Nó đều biến đổi, nó đều thay đổi, nó đều biến hoại, nó đều là biến diệt tất cả. Nó không có một cái gì đứng yên. Thân tâm chúng ta, tất cả mọi cảnh chung quanh đều như thế cả. Chúng ta không thấy rõ nó bởi vì chúng ta chỉ thấy một cái tổng thể. Chúng ta chỉ thấy tính liên tục của nó. Mà chúng ta không có thấy những cái thành phần thuộc về vi tế đã cấu tạo nên nó và đã vận động như thế nào. Nghĩa là chúng ta thấy hiện tượng pháp và chúng ta ít thấy rõ về cái gọi là cái pháp chân đế của nó. Chúng ta ít có thấy rõ. Thành ra chúng ta học để chúng ta biết. Và trong cái đời sống đó, với một cái tâm mà tất cả chúng ta đều có đây, thì chúng ta có thể quan sát được cái cảnh này. Và nhờ cái sự quan sát này, khách quan chừng nào thì là cái sự tiến hóa về tâm linh của chúng ta mạnh mẽ chừng đó. Khi nào mà chúng ta quan sát bất cứ cái gì mà cái tâm chúng ta còn trùm phủ trong cái ô nhiễm thì không thể nào chúng ta sáng suốt được. Và đã nhiều lần sư cô nói vậy. Cái tâm trùm phủ nó là như thế này. Khi một cái si nó đè trong cái tâm của chúng ta thì giống như chúng ta đi vào trong một cái phòng mà chúng ta bật cái đèn lên, nhưng mà cái đèn đó nó mờ mờ thôi, nó không có sáng được. Thì trong cái mờ mờ đó chúng ta thấy tất cả những cái vật, chứ không phải là không thấy, nhưng mà thấy trong cái mờ. Bây giờ nếu mà chúng ta bước vào, chúng ta bật cái đèn lên trong cái phòng đó mà nó màu hồng hay nó màu xanh, nó màu tím, thì chúng ta sẽ thấy là cũng cái cảnh vật đó hồi nãy trong cái ánh sáng mập mờ của nó chúng ta thấy khác. Bây giờ trong cái ánh sáng màu xanh của nó chúng ta thấy khác. Cái ánh sáng màu đỏ nó chúng ta thấy khác, màu tím chúng ta thấy khác. Như vậy những cái màu sắc mà nó hiển lộ trong cái tâm tham, nó hiển lộ trong cái tâm sân, khi nó phủ trùm xuống thì cái tâm thấy biết của chúng ta nó không còn như lúc ban đầu nữa mà nó phủ xuống đây. Thì chúng ta nhìn cảnh đó đổi thay, nó khác rồi. Như vậy khi chúng ta nói đó, tùy theo hạng người, có nghĩa tùy theo cái phẩm chất. Phẩm chất thuộc về cái phước báo. Phước báo về tâm linh, có nghĩa là cái phước báo về cái trí tuệ của mỗi người khác nhau. Cái phước báo của cái người mà bị những cái tham sân si đó nó yếu thì nó khác, còn bị cái tham sân si nó nặng thì nó khác. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận cái cảnh đó là chúng ta tiếp nhận do cái phước báo của mình, cho nên không ai giống ai. Cho nên có người đó, người ta nhìn trong cái cảnh xấu người ta thấy được cái tốt của nó, người ta sử dụng cái phần đó thì người ta lạc quan, người ta thành tựu. Có những người trong cái cảnh tốt nhìn thấy cái xấu của nó thì có thể không giúp cho người ta lạc quan được. Và có người nhìn lệch lạc đi và ta sử dụng sai lệch thì người ta phải chấp nhận tất cả những cái hậu quả do sự sai lệch mà người ta đã nhìn ra cho nó. Thì cái này cũng đã nhiều lần sư cô có giảng cho quý vị rằng là khi mà cái phước thiện chúng ta nó phát sanh đó, thì cái tưởng chúng ta nó sẽ là cái tưởng đúng. Khi mà nó bị chi phối
bởi tham sân si thì cái tưởng nó thì ta tưởng sai. Tưởng sai. Ở đây tưởng đó là điên đảo. Thì cái này nó là những cái pháp bất thiện. Còn khi nào mà nó cái tưởng đúng này nè, đúng, mà nó có cái phần trí tuệ thì nơi đây đó nó sẽ phát sanh cái thiện trí. Thành ra đối với thế gian đó, khi người ta đánh giá con người thì người ta đánh giá bằng cái quả của phước thiện. Nhưng mà đối với cái tâm linh thì khi người ta đánh giá cái phẩm chất của người, ta đánh giá vào cái phước mà thuộc về thiện trí này, chứ không căn cứ vào trong cái phước thiện. Cái phước thiện là gì? Cái phước thiện có thể mình sinh ra đó, mình có được sắc tốt, tức là dung nhan mình đẹp đẽ, khỏe mạnh vân vân. Mình giàu có, mình thông minh, mình có địa vị, mình có một cái họ hàng là gọi là danh hoa vọng tộc. Rồi bản thân mình đó là tạo được những cái mối quan hệ tốt. Thì người ta đánh giá cái con người đó nơi cái quả của cái phước thiện. Nhưng mà về mặt tâm linh đó thì người ta không căn cứ vào đây, người ta căn cứ vào đây. Hai cái nó khác nha. Trên cái cơ sở nào chúng ta đánh giá thì cái người đời trên cái cơ sở cái quả của phước thiện để mà đánh giá con người. Nhưng mà về mặt tâm linh đó, người ta đánh giá cái con người đó đứng về phương diện phước trí. Cái phước trí đó là khi mà chúng ta sống ở trong cái đời sống thế gian này đó, thì tất cả những cái gia đình mà có căn bản đạo đức đó, đều đánh giá con người trên cái thiện trí này. Cho nên cha mẹ thường nói với con cái đó, khi mà con tới cái tuổi mà có thể là nên đôi nên bạn với nhau đó, thì cha mẹ đây không có nói tới cái người bạn của con á là giàu hay nghèo, mà chỉ là cái con người này đó sống có nhân có nghĩa hay không, sống có trung hậu hay không là ba mẹ chấp nhận rồi. Đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, địa vị không địa vị, chuyện đó là phần thứ hai. Còn cái phần căn bản cốt lõi đó, đây con người có nghĩa có nhân không, sống có trung hậu không, có biết hiếu để hay không, thì cái chuyện đó là chánh đi. Thì đó là những cái nét thuộc về cái quả của phước trí về mặt tâm linh. Nói theo đạo Phật thì nó rõ ràng hơn, nơi cái người đó đó mà cái phước thiện và thiện trí mạnh mẽ, hay là cái người đó bị những cái quế nhiễm nó lôi xuống. Đặc biệt những người trong cõi dục đó, thì hãy nhìn cái khuynh hướng mà các căn người ta đó bị thu hút vào những cái thứ để người ta thỏa hưởng đó, thì nhìn nơi đó để biết người đó thấp hay cao. Tất cả chúng ta đây đó, người trong cõi dục đó, thì tất cả các cái căn của chúng ta đó nó đều đi đến một cái khuynh hướng là thọ hưởng những cái dục lạc của thế gian. Ai cũng muốn hưởng những cái điều vừa lòng vừa ý mình hết. Ai cũng muốn sự an lạc hết. 100 người đều là như vậy hết. Cái này không có gì xấu cả. Đó là một cái khuynh hướng tự nhiên. Không tốt cũng không xấu. Nhưng nó xấu ở cái chỗ là khi á, là người ta được cái phước, người ta hưởng tất cả những cái dục lạc đó, nhưng người ta lại đam mê, người ta lại đắm chìm trong đó, và người ta lại nắm nó không có buông ra. Cho nên chúng ta hãy nhìn những người có những cái khuynh hướng đó, mà khi họ bám chặt vào trong đó, họ chìm xuống, họ đi đến bể rạc, và họ đi đến cái chỗ phá sản về cái đời sống tâm linh. Nhưng những cái gì họ có được giống như là cái phước thiện. Sư cô dùng chữ giống như là phước thiện, chứ bản thân nó không phải là phước thiện. Bởi vì cái phước thiện đích thực đó, khi chúng ta hưởng xong rồi thôi, nó không đưa đến một cái hậu quả.
Nhưng giống như phước thiện thì khi chúng ta hưởng được cái đó thì nó đưa đến cái hậu quả. Thí dụ như những người mà người ta thích bài bạc gái trai, nhậu nhẹt rồi hút sách rồi đủ mọi cái trò tiêu pha phung phí hết, cuối cùng ta nợ nần. Người ta nợ nần thì bây giờ ta cướp, thì cướp nó 5-7 đường cướp. Có những người cướp mà giấu tay rất là khéo thì có một cái thời gian người ta sẽ hưởng được tiền bạc ta đầy đủ, nhà cửa xe cộ vân vân, người ta có đầy đủ hết. Trên cái thế gian này tự cổ cho chí kim và cho chí cả những cái năm tháng sẽ tới nữa đó, thì trên cái quả đất này có làm quan thì có quan tham. Để có những con người tham muốn nhiều thì phạm vi nhỏ ăn cắp nhỏ, phạm vi lớn ăn cắp nhỏ, và có thể cướp của người ta được cái gì đó thì tùy theo cái khả năng của mỗi người đó mà hành vi trộm cướp thì nó diễn ra hàng ngày trong cái đời sống, không nơi nào không có. Thì những cái đó đó, thì cái phước thiện này, quả của phước thiện này đó là coi như là có nhưng mà không phải, vì nó sẽ đưa đến cái hậu quả. Cái hậu quả trong cái kiếp sống này và cái hậu quả trong nhiều cái kiếp sống khác. Cho nên là khi mà đánh giá về một con người đó, chúng ta không vội để đánh giá về quả của phước thiện, mà nên đánh giá về cái căn bản thuộc về cái thiện trí này. Cho nên trong cái đạo Phật, khi mà nói là những cái hạng người cao quý đó, thì người ta đánh từ cái phước thiện này. Trong 8 cái tâm thiện gieo xuống để cho có 8 quả thiện, thì 4 cái là thuộc về phước thiện và 4 cái thuộc về thiện có trí. Và nó sẽ tiến lần lên, thanh lọc lần lên cho những cái bậc đắc thiền định sắc giới, những bậc đắc thiền định vô sắc giới, những cái vị thánh và cuối cùng là chư Phật. Thì đấy là cái con đường mà nó đi từ cái phước thiện lên cái đỉnh cao của nó là phước trí, phát triển lên từng cấp bậc cho đến khi nó thành tuệ giác. Đó là con đường về tâm định. Thì như vậy tất cả những cái cảnh mà hiện ra, những cái cảnh hiện ra nó tùy ra cái tâm của cái phẩm chất của từng hạng người. Cái phẩm chất đó tính theo cái phước thiện và thiện trí, để mọi người có thể đó nhìn cái cảnh và tiếp nhận cảnh khác nhau. Để khi mà người ta xử lý những cái cảnh này, khi cái thức phát sanh để xử lý cảnh này, thì cái dòng tâm thức của chúng ta lại chảy một cái dòng mới. Đóng góp vào đây. Sẵn đây thì sư cô cũng trả lời cái câu hỏi mà hỏi đây đó. Nói rằng là tưởng, tức là sở hữu tưởng đây, là một pháp vô thường, vô thường, sinh diệt liên tục. Vậy sao ta có thể thấy được hình ảnh của quá khứ, của tiền kiếp? Nếu diệt là không còn, là mất, thì sao mình có thể tìm thấy lại được? Nếu cái sinh sau không hẳn hoàn toàn giống cái sinh trước, làm sao mình có thể có được hình ảnh chính xác của cái sinh khởi đầu tiên? Giờ trả lời từng phần một. Sự sinh diệt hay là vô thường, nó vốn là bản thể của tất cả các pháp hữu vi. Pháp hữu vi là tất cả những cái pháp mà sinh ra phải có điều kiện, phải có đầy đủ điều kiện thì pháp đó mới sinh ra. Cái thứ hai nữa là cái pháp này khi sinh ra nó chịu cái sự chi phối của cái luật sinh tiến dị diệt. Có nghĩa là bản thể của các pháp hữu vi đều có tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Thì như vậy, chúng ta biết rằng đó, trong tâm thì có tưởng. Bởi vì chúng ta nhìn đây, khi một cái tâm khởi lên, những cái tâm mà ít nhất mà nó mang cái con số 7 đây, là ngũ song thức để nó mang con số 7, thì nó cũng đầy đủ các cái sở hữu tở tha mà nó thuộc về biến hành, tức là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tưởng nằm đây.
Như vậy chúng ta thấy nhé, cái sở hữu tưởng nằm đây. Sở hữu tưởng nó được ghi con số 121, có nghĩa là nó có mặt hết tất cả 121 tầng. Trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì như chúng ta nghe nói thế này, là một bậc chánh đẳng chánh giác thì phải tu tập trong 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Thì như vậy cái vị này nó phải đi từ phàm phu, đi từ dục giới đi. Chưa kể những người này đó, trong cái đường luân hồi đó là 4 cảnh khổ cũng có mặt. Rồi từ từ người ta ý thức dần, ta tiến lên, ta ý thức dần, ta tiến lên. Nhưng mà cái sở hữu tưởng đó là nó đi xuống. Như vậy mình hỏi sinh diệt là sao? Là khi cái tâm nó khởi lên thì trong tâm nó có tưởng. Nó có tối thiểu là 7 sở hữu biến hành. Khi nó sinh lên thì nó diệt. Nhưng mà nó đó, nó gọi là vô gián duyên. Vô gián tức là không gián đoạn. Khi cái này mà nó diệt đi thì nó làm duyên cho cái khác sinh lên. Rồi cái này diệt đi, nó làm duyên cho cái khác sinh lên, không có gián đoạn, nó gọi là vô gián duyên. Đây chúng ta thấy là một cái hậu kiếp vừa qua, khi nó sinh lên và nó diệt đi thì nó lại làm duyên cho cái thứ hai. Và cái thứ hai khi nó sinh, nó diệt đi, làm duyên cho cái thứ ba. Cái này làm duyên cho cái thứ tư, vô gián duyên. Thì như vậy, cái sở hữu tưởng của trong cái hậu kiếp vừa qua thì nó diệt đi rồi, nhưng mà nó giao hết cái tài sản của nó, tức là cha mẹ chết thì giao hết tài sản này. Đây, cái tưởng nó nằm trong cái tâm đây, mà nó nằm trong 7 cái sở hữu biến hành đây, nó còn cộng với các cái sở hữu khác. Thì khi cái này diệt rồi đó, thì cái nội dung của nó chuyển qua bên này. Cái này á, nó sẽ chuyển qua cái này. Nó gọi là vô gián duyên, không có cái sự gián đoạn trong cái diệt mà nó làm duyên để nó sinh diệt. Vậy sư cô thường nói là khi đó chết đi thì tài sản để lại cho con của nó. Và khi con nó chết đi thì tài sản để lại cho cháu, và nó cứ để như thế. Thì mỗi một cái đời á, nó có thể nó tái lập lại cái cũ, mỗi một thời nó có thể có thêm cái mới. Nó cực kỳ đa dạng và phong phú. Thì cái câu hỏi đặt ra đó là khi cái tưởng nó sinh nó diệt và nó biến đổi như vậy đó, thì làm sao mình có thể thấy được cái cũ đã đi qua. Thì đây sư cô chỉ cho quý vị. Quý vị đến đây học mấy năm rồi, quý vị thấy tâm bản thì còn nguyên là tâm bản, phải không? Đâu có nguyên, nhưng nó vẫn nguyên. Nó không có nguyên là bởi vì cái luật của nó 17 sắc nên nó sinh diệt. Nhưng mà vì nó chậm quá, cho nên là con mắt mình khi mà nhìn á, mình thấy cái tính tương tục của nó, chứ mình không có thấy cái sự hủy diệt của nó nằm ở bên trong. Cũng như mình, con người của mình này, quý vị thấy không? Mình sinh lên và phát triển thì ai cũng thấy hết. Nhưng mà đến khi nó đi vào cái con đường từ cái tuổi thanh niên của mình mà cho đến cái tuổi trung niên và đi xuống, thì quý vị thấy cái con đường mà nó hoại diệt nó có, chứ không phải không có. Nhưng mà nó biến đổi chậm. Nếu mà một đêm ngủ mà sáng ra mình thấy mình già háp đi rồi thì chắc ai cũng khủng khiếp lắm, người ta kinh sợ lắm. Nhưng mà đi rất chậm, cho nên chúng ta tưởng không có sự biến đổi. Thì như vậy khi cái tưởng nó đi về quá khứ thì nó cũng đi như thế. Bây giờ ngày tuần này mình thấy cái bàn vậy, tuần sau mình vô mình thấy cái bàn vậy, mình tưởng nó không thay đổi nhưng nó có thay đổi. Thành ra cái nhìn mình nhìn về quá khứ đó, hầu như những cái nét chính nó đều có thể phục hồi lại được không? Vẫn giữ được, nó phục hồi được không? Thành ra chúng ta phải nhìn vậy đó. Và cái câu hỏi tiếp theo đó, hỏi là liệu có giới hạn để nhìn lại số lượng bao nhiêu kiếp không? Thì cái này sư cô đã có giảng rồi. Tùy theo một cái người mà đắc về cái túc mạng thông đó, người ta có khả năng nhìn lại 3 kiếp, 5 kiếp, 100 kiếp, 1.000 kiếp, 100.000 kiếp, 200.000 kiếp.
Nhưng một người có cái khả năng mà nhìn vô lượng kiếp đó, thì người đó là bậc chánh đẳng chánh giác. Và những cái người mà thấy được một cái số kiếp giới hạn, vài trăm kiếp chẳng hạn, thì người ta đi giống như đi những cái trang sách, tức là người ta phải đi từ cái này người ta lật lại, lật lại từng trang, thì người ta sẽ thấy. Có những người yếu hơn thì người ta lật không được. Người ta đi trở về, nhưng mà cái quá khứ nào nó nhảy lên trước thì người ta thấy trước. Quá khứ nào nhảy lên sau người ta thấy sao, thì nó yếu hơn. Còn có những cái người như bậc chánh đẳng chánh giác thì muốn thấy cái kiếp nào thì dở ra giống như trang sách mình đã làm dấu rồi vậy. Mình làm dấu rồi thì mình cần cái trang số 70, mình đã làm dấu rồi thì cần người ta nói hãy coi trang 70, mình lật cái trang 70 liền, không phải lật vậy, không phải tìm kiếm. Thì hiểu nè, cái khả năng nó đi về. Và cũng đã nhiều lần sư cô giảng rằng là cái sở hữu tưởng mình đây hằng ngày nó cũng đi về mà. Nó luôn luôn nó đi về quá khứ. Nhưng mà nó yếu, cho nên là cái lúc nó về đó là tự động. Cái quá khứ nào nó muốn nhảy vô hiện tại là nó nhảy. Nó muốn nhảy giờ nào nó nhảy, muốn nhảy cái gì là nó nhảy, mình không làm chủ, không kiểm soát được. Và vì vậy đây là một cái cách mà chúng ta hành trì đó. Ở trong đời sống khi mà chúng ta làm cái gì đó, thì chúng ta sẽ thấy từng phần của chúng ta đạt lạc. Thí dụ thường có những người ta kỹ, người ta làm cái gì, người ta tính từng bước. Đến khi người ta làm á, ta ra người ta làm, từng bước đó. Sau khi người ta nhớ lại, người ta kiểm tra từng bước đó. Người ta đi tới, đi lui trong chỗ đó, đi tới, đi lui, đi tới, đi lui. Thì nó rèn luyện một cái khả năng tưởng mà chúng ta có thể đi về quá khứ. Và chúng ta có thể biết rõ mồn một như thế. Cho nên mỗi một ngày đó, trước cái giờ chúng ta đi nghỉ, trước cái giờ chúng ta hành thiền để đi ngủ, thì chúng ta có một cái khoảng thời gian vài phút để chúng ta kiểm soát lại một ngày. Những công việc gì đã làm trong một ngày, đã làm ra sao. Và đó là cái cách mà chúng ta nuôi dưỡng được cái sở hữu tưởng thuộc về đúng. Già không lú lẫn là do có sự rèn luyện. Mà già lú lẫn là do lộn xộn. Lộn xộn này phần lớn là do trong cái công việc nhiều quá. Cái thứ hai, hưởng thụ nhiều quá. Và cái thứ ba, tâm ý không có sâu xa. Thì nó sẽ lú lẫn mà thôi. Còn nếu chúng ta rèn luyện, chúng ta rèn cái sở hữu tưởng, ta làm cái gì sắp đặt cho con ngăn nắp và biết chắc chắn việc này phải làm như vậy. Và khi làm nó có sai lệch, nó sai lệch chỗ nào, biết sai lệch chỗ đó và biết điều chỉnh ra sao. Khi kiểm tra lại, lui trở lại, từng phần kiểm tra lại để công việc sắp tới mình có thể hoàn chỉnh hơn được nữa. Và chúng ta rèn luyện vậy thì cái đầu nó không lú lẫn, còn không nó sẽ lú lẫn. Bởi vì cái tưởng này nó chồng chất lên cái tưởng kia và cái gì nó cũng vậy. Nó như là cái rễ đu đủ nó bám lên trên đó. Tức là tâm chúng ta đây, khi nó tiếp nhận cái cảnh đó là nó chập chờn, chập chờn, chập chờn, chập chờn. Thì nó thuộc về phóng dật, nó thuộc về si, cho nên là nó sẽ lộn xộn trong đầu và nó trở thành là già rồi thì lẩm cẩm. Không phải tất cả người già đều lẩm cẩm, nhưng phần lớn người già đều lẩm cẩm vì người già bám vào pháp thế gian nhiều quá và không hề tôn trọng cái đời sống tâm linh của mình. Lúc nào đứng đâu, ngồi đâu, làm cái gì, hết nhớ con rồi tới nhớ cháu, hết nhớ cái chuyện giàu, chuyện nghèo của nó, rồi chuyện nó ăn sao, ở sao, nó sống sao, hoàn toàn là không có sống cuộc đời của mình mà phóng cái tâm mình đi. Mà hoàn toàn đó là sống bằng cách đó là ăn cắp cái đời sống của con cháu mình. Tại mình quản lý cái đời sống của nó nhiều, mình quên cái đời sống của mình. Và mình á chìm bỗng lên xuống thăng trầm theo cái vui buồn của nó, mà nó nằm trong tưởng tượng của mình chứ không phải thực tế là như vậy. Tất cả những cái đó đều đưa đến cái bệnh của tâm lẩm cẩm, nhiều thứ để làm chúng ta lẩm cẩm dữ. Nhưng có một thứ không làm cho mình lẩm cẩm, cái thứ đó Đức Phật dạy là luôn luôn phải nhìn thấy cái tâm này. Kể cả cái lúc lẩm cẩm phải thấy nó lẩm cẩm làm sao,
tại sao nó lẫm cẩm. Giải quyết được cái đó nó hết lẫm cẩm. Cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta tu. Khác nhau có chút xíu đó thôi. Chứ còn thế gian này thì cái dục vọng luôn lôi cuốn người trong cõi dục, không có loại trừ mình ra. Nhưng nó khác ở chỗ đó, cái lúc mình bị lôi cuốn mình thấy. Mình thấy đi. Khi mình thấy biết như vậy thì nơi đây thiện trí phát sanh. Nơi động tóc này đây thiện trí phát sanh. Còn khi đó mà mình bị lôi cuốn vào trong những cái dục vọng đó mình không thấy thì nơi đây tham phát sanh. Và như vậy cái kho bất thiện của mình càng lúc càng tăng. Còn cái kia nó xen kẽ. Và như vậy cái tưởng này đây, sở dĩ nó hoạt động mà nó đã sinh diệt rồi mà chúng ta vẫn có thể sử dụng nó để hình dung lại hoặc là đi về quá khứ được, vì một lý do đơn giản mà nó là cốt lõi, đó là những cái biến chuyển này cực kỳ nhanh. Và tất cả các cái pháp diễn ra trong tâm nó đều là vô gián duyên. Tức là cái này là nhân mà cũng là duyên để sanh ra cái sau. Cái này là nhân mà là duyên để sanh ra cái thứ hai. Khi nó diệt rồi thì á, cái lúc mà nó sanh ra thì nó là nhân. Khi nó diệt rồi nó làm duyên cho cái này. Và cứ đây cũng là nhân duyên cho cái thứ hai. Nhân duyên cái thứ ba, nhân duyên cái thứ bốn. Nó vô gián vậy, cho nên sở hữu tưởng tuy có bị cắt đứt nhưng nó lại liên tục. Nó mang tính liên tục ở chỗ đó. Vì vậy đó mà những cái hoạt động vẫn diễn ra. Và cũng nhờ cái yếu tố này mà chúng ta có thể thay đổi được. Còn nếu không chúng ta rất là khó thay đổi. Sư cô kể một chuyện vui, hơi lạc đề một chút, nhưng mà có dính dáng tới cái này. Là ở cái công trường sư cô xây dựng đó thì chú bảo vệ có xin nuôi hai con chó. Thì khi đem về, cô Cúc đem hai con chó về đó, thì nó là 1 tấm 1 người. Thì sư cô đặt cái con nhỏ đó, tên là con Tu Nhịn, con lớn là tên là con Tu Nhờ. Nhưng mà khi cho nó ăn đó thì cái con Tu Nhịn đó thì đúng là nó nhịn, còn cái con mà Tu Nhường đó thì nó là tu không nhường. Tức là nó đã ăn cái chén của nó rồi, mà cái chén người ta để ra thì nó chạy là nó ăn, mà ta chạy qua bên này thì nó không cho ăn, thì nó cứ dành hai cái chén nó ăn thôi. Nó ăn hết rồi mình lấy cái chén khác mình cho cái con nhỏ ăn đó thì nó vẫn lại nó không cho ăn. Và cái chuyện nó kéo dài đến rồi cái con nhỏ nó ốm, nó lớn không nổi luôn, nó không cách gì mà nó có thể thay đổi được, thì lén lén rồi cho nó ăn, hoặc nó ăn rồi đứng chính giữa canh thì đứa này mới ăn được, hai đứa mới ăn được. Thì cái bữa hôm đó là bữa trưa rồi, cũng con chó nhỏ nó mới ra cái đống đá nó nằm. Thì khi nó nằm ở ngoài đó thì ở trên cao đó, các chú mới làm rớt một cái tấm dáng xuống, thì nó trúng từ cái phần lưng của nó cho tới cái đầu đó. Thì khi cái tấm ván đè xuống thì nó dậy tê 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 vậy. Thì sư cô thấy chắc nó chết quá, thì một cái chú ra mới dỡ cái tấm ván ra, thì nó nằm bất động luôn. Thì chú đòi bồng vô, sư cô không cho, sư cô nói để yên đó, để yên đó. Thì khoảng 15 phút sau thì nó lết từ cái chỗ đó vô cái chỗ sư cô nằm, thì nó gục cái đầu nó xuống vậy, thì máu nó rỉ ra. Thì cái con Tu Nhường đó, khi mà con này bị một cái râm vậy đó, thì nó sủa lên, thì nó chạy ra, nó thấy. Thì nó cứ đi tới, đi lui vậy. Đến khi cái con này vô nằm rỉ máu ra vậy, thì nó đi tới, đi lui. Nó đứng bên đó, nó cứ tới luôn, nó ngó qua. Thì cái ngày hôm đó, cái con nhỏ không ăn. Ngày hôm sau cũng không ăn được. Cho đến chiều á, thì nó mới uống một chút sữa, uống một chút nước. Thì qua ngày sau nó uống được, nó đi siêu tới siêu lui về được. Rồi nó uống thuốc xong rồi giờ nó mạnh. Thì kể từ khi cái con Tu Nhịn bắt đầu ăn trở lại á, thì cái tình thế nó thay đổi. Là cái con Tu Nhường giờ đây đó, là khi dọn xớt cái thức ăn ra thì nó đứng đó. Nó để cho cái con nhỏ ăn chừng nào xong nó mới tới ăn. Thì sư cô mới nói nè, trước cái sinh tử của người khác
nhất là cái người thân thiết sống với mình. Mà khi nào trong tâm của mình cái điều thiện nó phát sinh, cái điều thiện nó phát sinh ở cái chỗ là cái tình thương. Nó thương con chó em nó, nhưng mà cái bản chất ham ăn, giành ăn, lấn lướt người khác nó không có làm chủ thần được. Đến khi nó thấy con này bỏ ăn nè, chết nè, không ăn được nè, đi tới đi lui vậy. Thì cái cảnh này làm cho cái tâm nó nhận thức ra, nó thay đổi. Nó thay đổi ở cái chỗ là bây giờ nó chính là nó nhường. Và nó nhịn luôn. Nó để cho con kia. Thì sư cô mới nói là cái con chó này khi mà nó thay đổi được cái tập khí lớn của nó như vậy đó, thì cái phước báu của nó có một cái hy vọng rất lớn là thân hoại mạng chung nó được sanh làm người. Nhưng mà con người đó trước cái sanh tử của người khác thì cái thiện nó không khởi sanh đâu. Mẹ sắp mất, 5-7 đứa con rần rần, không phải vì thương mẹ mà vì muốn săn coi mẹ còn cái tiền nổi tiền chi gì nữa. Thành ra cái ác trước cái cảnh sinh tử đó, ác khởi sanh, thiện không khởi sanh. Vì vậy cái cảnh nó phải nghịch đảo xuống và người ta sẽ không còn được làm người. Với cái của cải mà người ta săn lùng đó thì người ta sẽ dùng cái đó để mua một cái vé đi xuống cảnh giới thấp nhất. Còn những cái chúng sinh mà khi là con vật rồi đó, mà cái thiện nó phát sanh lên được, cái tình thương trong lòng nó phát sanh lên được, thì nó thay đổi tâm đối với cảnh. Mà nơi đây nè, bản chất của tâm nó chỉ là bắt cảnh, chỉ là thấy biết, chỉ là nhận thức thôi. Nhưng khi cái tâm này phủ trùm lên cái gì? Phủ trùm lên cái màu sắc của tham sân si hay màu sắc của thiện và thiện trí thì khác nhau. Nếu phủ trùm lên tham sân si thì những cái cảnh này nó đổi màu. Vì hiểu chưa? Còn nếu mà nói về thiện và thiện trí thì nó càng lúc nó càng nhìn thấy cái cảnh này rõ hơn trong cái pháp chân đế của nó. Thì những cái diễn ra trong cái đời sống tâm thức này khác nhau, không có giống nhau. Thì rõ cái này chưa? Gì rõ này chưa? Cho nên là trong cái vô thường, trong cái biến đổi, trong cái sinh diệt đó, nó sẽ có hai mặt. Một mặt đi lên và một mặt đi xuống. Và tất cả nó nằm ở cái chỗ là cái cốt lõi để chúng ta sinh ra làm người đó, nó nằm trong cái từ bi và trí tuệ đấy, vốn có của mình rồi. Thành ra khi cái đối cảnh mà cái từ bi nó phát sanh lên được, cái trí tuệ nó phát sanh lên được thì con người ta tiến qua. Mà khi đối cảnh cái từ bi và cái trí tuệ nó không phát sanh lên được thì người ta không tiến qua. Mẹ nằm đó không thương, mẹ đang đối diện với sinh tử, bây giờ này cái hiếu nhất của mình là phải làm gì tốt nhất cho cái một cái bậc đại thí chủ của mình đây, thì không có làm mà đi tìm coi cái người đại thí chủ của mình đó còn có cái gì chưa đưa cho mình hay không, đưa nốt ra đây. Thì như vậy cái quế diễm này nó làm cho đó cái từ bi và trí tuệ của mình nó giống như là nó lấy một cái bức màn càng lúc càng tối, nó che chặt. Thì người ta sẽ đi trên con đường sai trái. Cho nên trong cái nhạc Phật có nói là khi mình hành hạ cái người đại thí chủ của mình là cha mẹ của mình, mình bất hiếu cái người đại thí chủ là cha mẹ của mình, mình làm thương tổn về thể chất lẫn tinh thần, hoặc là mình giết hại cha mẹ mình, thì con đường duy nhất là con đường địa ngục, không thể khác. Bởi vì không có cái tâm tối nào bằng cái tâm tối mà che khuất cái từ bi và trí tuệ của mình. Do cái tham dục của mình mạnh quá, che khuất. Cũng như một người đàn bà có con, một người đàn ông có con, mà cái tham dục của mình nó che khuất cho đến nỗi đó, không còn chút từ bi nào đối với các con của mình đó. Thì những kẻ đó nhiều đời, nhiều kiếp đó,
sinh ra để mà hưởng cái quả mà mình đã tạo ra đó, là cái đứa nhỏ bị bỏ rơi như thế nào, và sống trong cái thiếu thốn tình thương như thế nào, thiếu cái sự ấm áp để phát triển con người của mình như thế nào, chưa nói những điều kiện vật chất. Những người này sẽ hưởng cái quả này cho đến khi nào tỉnh ngộ ra thì hết, mà chưa tỉnh ngộ ra thì tiếp tục không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên cái dục lạc để mà tà dâm che khuất hết. Cho nên người ta không nghĩ tới cái trách nhiệm mình đã có vợ con, người ta không nghĩ tới cái trách nhiệm mình đã có chồng con, mà dục lạc đứng hàng đầu. Và khi người ta bị dục lạc đánh ngã như vậy thì cái hậu quả này người ta sẽ học những cái bài học tâm linh đó, trôi trong nhiều kiếp cho đến bao giờ tỉnh lại thì ra được, còn không tỉnh lại nó cứ thế thôi, nó đi. Đó là luật. Vì cái tưởng này, những cái gì mình đã làm nó in trong cái tưởng đó. Và cái quá khứ này với một cái hiện tại này, và chúng ta cứ bồi đắp nó thì nó sẽ tăng trưởng lên. Và khi nào trong cái tưởng này nó còn điên đảo, nó chưa có cái trí tuệ để phát sanh lên, thì nó sẽ còn chìm đắm. Không thể nào mà nói không có chìm đắm được hết. Đây là luật, những quy luật vận động về mặt tâm linh. Và luật này nó sẽ hiện ra trong cái phần số 2 mà sư cô đã giảng rồi đó. Là tất cả những cái cảnh này, nó là cảnh tốt hay cảnh xấu, thì phải kiểm tra nơi cái phần ngũ song thức, tiếp thọ và quán sát. Nếu đây nó tiếp nhận bằng ba cái tâm quả bất thiện thì đây là cảnh xấu. Mà nếu nó tiếp nhận bằng ba cái tâm quả thiện thì đây là cảnh tốt. Và cảnh tốt hay cảnh xấu nó còn tùy thuộc rất là nhiều, như là chúng ta đã học đó, còn tùy thuộc rất nhiều. Thì bây giờ đó, chúng ta tới một cái phần kế tiếp, phần số 3 là nó tùy thuộc vào môn. Như chúng ta biết đó, mỗi cái môn, chúng ta có ngũ môn hay là ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là năm căn. Khi năm căn này hoạt động thì nó phải mở cái cửa nó ra, thì lúc đó chúng ta gọi là năm môn. Thì tất cả những cái cảnh này đó, nó hiện ra đó, nó phải tùy thuộc vào các môn này. Bởi vì chúng ta hiểu rằng mỗi một môn là một cửa. Cửa nào mở cửa ra thì có khi á, cái cửa thứ nhất tốt nhưng mà cửa thứ hai là xấu. Cảnh thì chỉ có một thôi, nhưng mà khi nó mở các cửa ra, xấu tốt khác nhau. Ví dụ bây giờ có ai đó gửi tặng mình một cái món quà gói lại rất đẹp. Khi mình mở ra đó, mình sẽ thấy một cái gói mà bằng nhung, nó mềm. Mình rờ vào, mềm mại dễ chịu. Thứ nhất là cái gói nó gói đẹp cái đã. Thì như vậy là cái cảnh nó thuộc về nhãn môn, đúng không? Thì cảnh nó bắt mắt đẹp. Bây giờ mở ra, nó là một cái vật thể nó bằng nhung, nó mềm đẹp vậy nè. Mình lấy cái tay mình rờ vô, thấy nó dễ chịu, mềm mại dễ chịu. Thì vậy cái gì ở đây? Thân môn. Tay chúng ta tiếp xúc động này, này chúng ta nắng nó đây, thì cái thân môn thì chúng ta thấy rất là dễ chịu. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở ra, coi cái gì trong này mà nó mềm mại thế này. Mở ra mấy lớp, mở ra mấy lớp thì ta thấy trong này có một cái bọc nữa. Trong mở ra thì thấy ôi cha, ở trong này đó chứa phân heo. Thì như vậy khi mà mở cái phân heo đó, mắt mình thấy bây giờ đây cũng là cái nhãn môn mình đó, mở lại đi sâu vào thì thấy phân heo là thấy hơi dội rồi. Mà mở ra có phải thật là phân heo không? Khi nó bốc cái mùi lên thì cái dĩ môn của mình khó chịu. Thành ra đó, mỗi một cái vật thể, khi mà một cái cảnh khi chúng ta tiếp nhận đó, thì mỗi căn tiếp nhận khác nhau. Có thể với cái căn mắt đầu tiên nó là cảnh tốt, phải vậy không? Với cái thân căn thứ hai nó là cảnh tốt. Nhưng khi chúng ta mở vào bên trong thì cái cảnh bên trong của cái vật thể này đó,
Thì bên trong này khi chúng ta nhìn thấy đó, chúng ta thấy hình như nó là phân, nó là phân chẳng hạn vậy. Thì là con mắt chúng ta là nhìn thì cái cảnh này nó thành cảnh xấu, đúng không? Và khi mở ra được thì cái mùi nó bốc lên thì cảnh này còn xấu nữa. Nó còn chưa kể là ví dụ một người mở ra thì thấy là cái con chuột chẳng hạn, thì là cái cảnh này nó còn xấu nữa. Tức là khi trông thấy vậy đó thì cái người này là hoảng hốt, có thể là quăng cái con đi và té xỉu xuống cũng chừng. Vì thì thấy cái tác động của nó tùy theo mỗi cái môn. Cho nên mới nói là cái hoạt động này đó thì đó là nó tùy theo cái môn. Thí dụ như vậy, bây giờ cái người mà người ta thích ăn cái đậu hũ thúi chẳng hạn, thì người ta nghe cái mùi đó là đúng là cái mùi nó thúi, nhưng mà vì người ta đã ăn qua cái đậu hũ thúi đó, thì đậu hũ thúi đó người ta cảm thấy đây là cái món ăn rất là khoái khẩu người ta, thì cái mùi biết là cái mùi thúi. Thì tức là đối với là cái tỷ môn này đó thì mình biết rằng là cảnh xấu. Nhưng mà khi đưa vào trong cái lưỡi này là cái thiệt môn này đó thì nó lại là cảnh tốt. Còn có người á cũng đến cái tiệm mà đậu hũ thúi để mình sắp hàng để ăn. Thường ta đi Đài Loan là ta sắp hàng để ăn cái món đó. Thì có người vô thì bưng ra nó là nghe thôi, nghe người ta nói đậu hũ thúi, tuy nó thúi nhưng mà ăn nó rất là đậm đà, nó gì đó. Phải kể ra, bây giờ vô là nghe cái mùi là chịu không nổi. Mà để vô miệng cái là thôi chạy luôn rồi, đi ra bỏ không có ăn được. Thì hai cái cảnh đó đều là cái cảnh xấu ở hai nơi cả. Nhưng mà trong cái tưởng người ta, ban đầu nó là cái tưởng tốt. Nhưng khi vào đó, khi người ta nếm rồi đó, thì người ta thấy rằng nó không phải như vậy. Thì ví dụ này cái mắm mà mình ăn chẳng hạn. Cái món mắm mà mình chưng ăn cũng vậy, hoặc là nước mắm chẳng hạn, thì những cái mùi đó khi mà nó dính vào trong áo, trong tay, trong mình đó, thì đó là chịu không nổi, phải vậy không? Vậy là cái mùi nó không tốt. Nhưng mà khi người ta ăn quen rồi đó thì cái ăn mà thiếu cái nước mắm thì chịu không được. Thì như vậy đó, tại cái nó đối với lại cái lưỡi mình đó thì nó lại là một cái cảnh tốt, một cái cảnh thích hợp. Còn bây giờ mình nói tới một cái thí dụ, một cái vật nữa. Thí dụ giờ ai cho mình cái viên kim cương lớn như thế này chẳng hạn thì thích lắm, nhìn thích lắm, tại vì nó tỏa ra một cái ánh sáng đẹp, mà hơn nữa nó là cái vật quý giá. Nhưng giờ ta gói trong miếng giấy, người ta để chỗ mình ngồi, mình ngồi xuống một cái là nó cấn đau quá sức là đau. Nó giống như là có một cái viên sỏi vậy, nó đâm vào trong cái thịt da của mình chịu không nổi. Như vậy viên kim cương khi chúng ta nhìn thì chúng ta thấy nó rất là đẹp. Đối với là cái nhãn môn thì nó là cảnh tốt. Nhưng mà khi cái thân thể chúng ta đè lên cái viên kim cương đó, nó làm cho đau đớn, thì đối với thân môn nó là cái cảnh xấu. Thì hiểu này chưa? Thì ra là tùy theo cái môn, tùy theo cái môn mà, tức là tùy theo các cái căn của mình á, mà những cái cảnh á, cũng một cảnh mà nó xuất hiện ở mỗi một cái căn, thì cảnh tốt hay cảnh xấu nó thay đổi tùy theo căn, chứ không phải là cảnh có thay đổi. Và cái thứ tư, tùy theo sự sai biệt của cảnh. Tùy theo sự sai biệt của cảnh đó, tức là cảnh nó hiện ra thấy vậy mà không phải vậy. Tức là nó không có thống nhất với nhau, mà nó có những cái điều nó mâu thuẫn với nhau trong đời. Ví dụ như hồi xưa người ta nói thế này: trong mặt mà bắt hình dung, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Còn bữa nay á, là trong mặt mà không thể bắt hình dung, bởi vì con lợn tuy béo mà lòng nó hơi ê. Bây giờ con lợn nó béo chừng nào thì ăn nó bệnh chừng đó, bởi vì nó có cái mâu thuẫn trong cái nội tại của nó. Thì như vậy cái cảnh này nó có mâu thuẫn. Thấy một người đẹp, thấy một người hoạt bát thì ai cũng có cái lòng mến mộ hết, có cái thiện cảm hết. Nhưng mà về sống chung rồi đó thì mới biết rằng cái tánh tình của người này quan trọng hơn là cái đẹp ban đầu. Đúng vậy không? Đẹp mà bày hay quá sao chịu nổi. Đẹp mà đứng gần cái mùi xú uế nó bốc lên chịu sao nổi.
đẹp mà cái miệng nó hỗn quá chừng, nó về nó chửi cha mắng mẹ thì mình có chịu nổi không? Nó đẹp nhưng mà nó ngồi lê đôi mắt, chịu nổi không? Nó đẹp mà nó đánh bài, nó ăn dụng như ri, chịu nổi không? Chắc chắn không có chịu nổi. Vì như vậy đó, cái cảnh nó có sự sai biệt, tức là nó có cái mặt tốt và có cái mặt không tốt của nó. Người ta sẽ thấy cái mặt tốt thì người ta đánh giá đây là cảnh tốt, nhưng mà khi thấy được cái mảnh xấu thì nó trở thành là cảnh xấu, cũng một cái đó, nhưng là biến thiên trong cái sự sai biệt của mỗi cái người. Như chúng ta đây á, mỗi một cái con người, mỗi một chúng sinh đều là có cái sai biệt này hết. Cái khi nào mà nơi tâm chúng ta cái thiện và thiện trí nó phát sanh lên á, thì bản thân mình là cảnh tốt, ai cũng có thiện cảm hết. Nhưng mà khi đó những cái pháp quế nhiễm trong tâm mình khởi lên thì mình trở thành cảnh xấu, và người ta rất là khó gần gũi với mình. Như vậy cái sai biệt đó, chính bản thân của mình á, cũng nằm trong cái cảnh sai biệt. Và vì vậy là khi sống chung với nhau đó, cái chuyện mà người ta không hài lòng về nhau, người ta bất mãn về nhau, người ta khó chịu về nhau là đương nhiên chuyện này có. Bởi người Việt mình mới nói một câu này, chén đĩa mà để trong cái sóng bát mà tự nó có khi nó còn gây rỗn rãng mà. Tự mình tốt xấu thay đổi hoài mà, chứ đâu cần gì phải nói người khác. Cho nên vì mình hiểu cái chỗ này đó, là nơi mình cũng có lúc cái tâm của mình nó khởi lên là một cái tâm thiện lành, có lúc những cái tâm của mình nó không có tốt đẹp, thì mình cũng tạo nên cho cái người khác đó, người ta có một cái nhìn về mình đó, người ta không có hài lòng. Thì mình cũng vậy, mình nhìn người khác mình cũng có cái sự không hài lòng như vậy. Cho nên để sống chung với nhau thì mình hiểu nhau để mà mình có thể tiếp nhận được nhau. Còn nếu không thì sự xung đột nhất định phải khởi sanh ra. Và đến khi mà lớn tuổi rồi đó chẳng hạn, không còn được là hai người bạn nữa, thì cái đó là một cái u ám trong cái tuổi già. Bởi vì cái người nào mà vợ chồng mà khi mà về già mà trở thành bạn với nhau, bởi vì nó đi qua suốt một cái quá khứ mấy chục năm đã chung lưng đấu cật với nhau mà chèo chống ba cái sóng gió trong cái cuộc đời này để mà đưa cho con cái nên người, với lại một cái bối cảnh xã hội mình từng nếm trải với nhau, thì cái tuổi già là bạn bè với nhau thì đó là hạnh phúc. Nhưng mà nếu trong cái quá trình người ta đấu tranh để sống với nhau đó, mà người ta thấy cái sự sai biệt này và người ta lấy đó làm cái căn bản để không hài lòng về nhau mãi mãi đó, thì đó là cái sự phá sản trong hôn nhân, và sẽ đưa đến cái sự thất vọng, cái sự chán chường, và giống như một cái thất bại trong cái đời sống gia đình, thì cái đó là cái thiệt thòi cho cả hai người và thiệt thòi cho cả một cái gia đình đó, chứ không có riêng ai cả. Cho nên mình thấy để mình điều chỉnh ở mức độ cho phép. Nói là điều chỉnh ở mức độ cho phép là bởi vì trong cái sai biệt về cảnh này đó, nó có cái sự trôi chảy của cái dòng nghiệp ở trong cái tâm thức mình. Khi ta gặp nhau trong cái đời sống, đến khi mà cái duyên nó hết rồi đó, thì cái này nó chảy qua, nó sẽ cắt, không nối được. Hết duyên phước với nhau rồi nó hết, không còn điều chỉnh gì được nữa, hết điều chỉnh. Nhưng nếu người nào thấy hết điều chỉnh được mà không điều chỉnh nữa là phước báu. Còn thấy hết điều chỉnh rồi mà nói là lành làm thúng mà rất là mê, ăn không được thì phá cho hồi. Của này mình không xài nhưng ai lấy thì tiếc lắm. Thì những cái đó là cái quế nhiễm trong tâm của mình á, nó sẽ bùng lên để tàn hại mình. Và mình làm u ám đời mình,
Cho nên cái việc mà cái nhân duyên mà cha mẹ chồng vợ con cái mà sống với nhau đó, thì hiểu không? Chúng ta thấy cảnh sai biệt này để chúng ta làm cho chúng ta có thể tiếp nhận được, làm có thể là đối xử đẹp với nhau nữa để mà nó thiện lương trong cái đời này. Cái đó là cái nỗ lực mà mọi người đều muốn như vậy, nhưng mà có người làm được, có người không. Nhưng nó còn một cái điều thứ hai nữa là trong cái dòng nghiệp của chúng ta, tới đó là cái duyên với nhau hết rồi, cũng như tiền gửi trong ngân hàng hết rồi. Bây giờ nó còn có cái cùi đây thôi, mà có ký cái trách nữa thì tiền không có bảo chứng, thì tai họa nó xảy ra. Phải nhìn hai cái này để mà điều chỉnh trong mối quan hệ cha mẹ con cái, vợ chồng với nhau, bạn bè với nhau, kể cả tất cả những cái việc làm của mình trong cái đời sống này, nó cũng đi theo cái duyên nghiệp này. Hiểu chưa? Điều chỉnh thì điều chỉnh, nhưng phải thấy ra cái duyên nghiệp để hai cái đó kết lại với nhau. Còn nếu chúng ta không thấy rõ hai cái điều này thì nó sẽ làm cho mình chông chênh, và mình không biết phải giải quyết làm sao. Được cái này thì nó mất cái kia, được cái kia mất cái nọ, nó làm thành một cái sự hụt hẫn, một cái sự rai rứt, một cái sự khó giải quyết trong cái đời sống. Và cái này phải chuyên nghiệp. Sự sai biệt nào có thể điều chỉnh được với nhau, và sự sai biệt nào không thể điều chỉnh được. Mà cái điều chỉnh đó luôn luôn bắt nguồn từ cái sự điều chỉnh nơi chính mình. Còn pháp thế gian đó, mình yêu cầu người khác phải điều chỉnh theo ý muốn mình. Pháp về tâm linh bao giờ cũng hỏi mình đã điều chỉnh mình như thế nào. Nếu mình điều chỉnh được mình hết mức rồi mà vẫn không được, đó là duyên đã hết. Còn nếu mình nói tại vì người ta không điều chỉnh cho nên mình không có điều chỉnh, là chưa biết được cái chỗ này. Vì mình chưa tận nhân lực cho nên chưa thể tri thiên mạng được. Hồi nãy chúng ta nói đến cái số 4 là cái sự sai biệt của cảnh. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 5 đây. Bây giờ thí dụ như mình nói một cái cảnh đó là trời có gió. Nếu mà bây giờ đang cái lúc mà nóng nực về đây, mà khi cái gió nó thổi đến đâu đó thì người ta thấy mát mẻ đến đó, thì cái gió đó, cái cảnh mà cảnh gió đó thì nó là một cái cảnh tốt. Bây giờ còn nếu mà bây giờ đây là cái mùa đông mà cũng dẫn cái gió đó nó xuất hiện, thì nó thổi nhiều chừng nào thì người ta cảm thấy lạnh buốt chừng đó, thì cũng cái gió. Nhưng mà trong cái thời điểm cái mùa hè thì gió là cảnh tốt, mà trong thời điểm mùa đông thì nó là cảnh xấu, đúng vậy không? Thế bây giờ là lửa, cảnh là lửa, thấy không? Lửa trong mùa đông là cảnh tốt, mà cái lửa mà cái lúc mùa hè đó mà lửa mà nó mình đốt ở trong nhà nhiều quá, cái dù mùa hè mà đốt lửa bớt lò sưởi lên thì không ai chịu đựng được cả. Nhưng mà cũng cái lò sưởi đó, cũng cái lửa đó, nhưng mà vào mùa đông thì đó là cái cảnh tốt. Thì chúng ta thấy đó, tùy theo cái thời điểm mà nó khác nhau. Bây giờ mình nói thức ăn dinh dưỡng. Thức ăn dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Nhưng ăn vào buổi sáng rất tốt, ăn vào buổi trưa tốt, ăn vào buổi chiều tối, càng tối chừng nào càng không tốt chừng đó. Nghe thấy không? Cũng một cảnh thôi. Cảnh đó là thức ăn dinh dưỡng. Buổi sáng tốt nhất, tới buổi trưa tốt, nhưng mà tới buổi chiều càng tối chừng nào càng không tốt chừng đó, có hại cho sức khỏe. Thì như vậy là tất cả những cái cảnh này nó cũng đều biến thiên theo cái thời điểm, cái thời gian của nó. Như vậy khi mà chúng ta học về cảnh, thì tất cả những cái cảnh này nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Khi mà tâm tiếp nhận cái cảnh này, nó phải tùy thuộc vào năm cái yếu tố thuộc về cảnh để cho tâm có thể bắt được cảnh tốt hay là cảnh không tốt. Nó rất là tùy. Hồi nãy thì sư cô có nói rằng như vậy cái cảnh tốt hay cảnh xấu này đó, mình không có mất thì giờ phải bàn cãi nhiều quá. Bởi vì nó tốt hay xấu, nó tùy thuộc rất là nhiều cái yếu tố. Thì khi mình tiếp nhận nó, mình phải hiểu nó như vậy, chứ không phải là lúc nào nó cũng tốt, mà cũng không phải lúc nào nó cũng là xấu cả. Rồi nó còn tùy thuộc theo đó, là như hồi đầu chúng ta nói là tùy thuộc theo cái hạng người.
Mà nói cái hạng người này nó còn tùy thuộc vào cái tâm trạng của người đó trong cái thời điểm nào. Trong cái thời điểm nào. Cái lúc mà cái sức khỏe mình tốt, cái tâm trạng mình vui vẻ thì những cái cảnh thường là cảnh thôi. Mà khi mà cái sức khỏe mình nó không tốt, cái tâm trạng của mình nó không vui thì những cái cảnh xuất hiện nó không thể là cảnh tốt được. Vì thế nó tùy thuộc cả hai cái. Nó tùy thuộc cả hai nơi như thế. Đó là chúng ta nói đến cái tính chất của cảnh, tức là cái cảnh này tốt hay cảnh này là xấu. Thì cảnh tốt hay cảnh xấu nó tùy thuộc vào năm yếu tố. Trong đó có yếu tố về con người, có yếu tố về tâm quả, tức là do cái tiền kiếp của mình á, những cái quả này đó nằm trong cái luồng nghiệp của mình mạnh hay yếu. Mà khi nó tiếp nhận cái cảnh hiện tại đó thì cái quá khứ nó có mặt để nó tiếp nhận. Cho nên mới nói là tất cả các cái cảnh đó, nó đều là quả của mình hết. Mà ngay mình tiếp nhận nó cũng là quả. Như vậy tuy chúng ta sống trong hiện tại nhưng mà chúng ta đang phục hồi một cái quá khứ trong cái hiện tại này. Chứ không phải là nó thuần túy chỉ có hiện tại mà thôi. Và cái thứ ba là nó tùy thuộc vào đó các cái căn môn của mình. Căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi. Mà những cái cảnh đó, khi nó xuất hiện như vậy đó, nó tùy theo căn mà nó tốt hay xấu. Cái thứ tư là sự sai biệt của cảnh. Cảnh không bao giờ là thuần trong ngoài như một. Mà khi trong ngoài không như một thì cái sự xấu tốt nó sẽ tùy thuộc vào cái sự sai biệt này. Và cái thứ năm là thuộc về thời điểm. Bây giờ chúng ta sang đến cái phần thứ hai của bài hôm nay. Cái bài là cái cảnh và tâm, tức là tương quan cảnh và tâm. Thì cái phần thứ hai này đó là chúng ta nói năm cảnh đều có mặt. Như chúng ta biết, năm cái cảnh này là cảnh thuộc về cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Thì năm cái cảnh này đó đi dùng năm căn. Thì hễ căn nào thì cảnh đó. Hễ căn mắt thì có sắc cảnh sắc. Cái căn mà thuộc về tai thì nó có sắc cảnh thanh. Căn thuộc về mũi, về tỷ thì nó có sắc cảnh khí. Và căn nó thuộc về cái lưỡi đó, tức là thiệt đó, thì nó thuộc về nó có sắc cảnh vị. Và căn thuộc về thân đó thì nó có sắc cảnh xúc. Như vậy là năm cảnh với năm căn. Mà căn nào thì cảnh đó. Và mỗi căn vậy thì nó có cái lộ trình của nó. Mỗi căn cảnh nó tương ưng với nhau và nó có cái lộ trình riêng của nó. Thì như vậy, tuy là năm cảnh đều có mặt, nhưng mà không phải năm cái căn này nó đều tiếp xúc năm cảnh liền. Nhưng mà không phải năm căn cùng một lúc bắt năm cảnh, mà nó chỉ bắt một trong năm cảnh này thôi. Đó là cái luật của nó. Nhưng giờ nó cùng hiện diện, nó cùng có mặt một lúc hết, thì chúng ta mới làm sao đây? Làm sao biết cái nào xuất hiện trước, cái nào xuất hiện sau? Đến một cái nơi nào, hoặc là chúng ta ở một cái nơi nào, thì năm cái cảnh này nó đều có mặt hết. Nhưng mà cái căn nào nó tiếp xúc với cảnh nào thì chúng ta phải xem xét. Thí dụ như bây giờ mình ở cái nhà mình hay mình đến một cái nơi nào đó thì năm cảnh nó đều hiện diện hết. Ví dụ như mình thấy cảnh đẹp, nhà đẹp thì nó thuộc vào cái sắc cảnh sắc, thấy không? Bây giờ mình đến cái nơi đó mà cái chỗ nghỉ ngơi của mình nó đàng hoàng tử tế thì cái đó nó là nó, cảnh đó nó thuộc về cái thân môn, thuộc về thân môn. Để khi mình nằm, mình ngồi, nó có sự tiện nghi, dễ chịu. Ví dụ mình đến ở một cái nơi đó, người ta có trồng rất là nhiều hoa, hoặc là xung quanh đó là người ta trồng các cái loại hoa chẳng hạn đó, thì cái hương thơm từ nơi cái vùng mình đến, hoặc là cái nơi mà mình đang đứng, thì nó sẽ đem đến cho cái mũi mình cái hương thơm. Hoặc là cũng cái cảnh đó, nhưng mà vào cái lúc mà người ta đang bón phân thì cái mùi của cái phân bón nó sẽ bay tỏa khắp nơi thì chúng ta lại phải tiếp nhận nó. Thì như vậy là tất cả các căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì những cái cảnh hiện diện đều có mặt.
Ví dụ như về mặt cảnh thinh, ví dụ nơi đó chúng ta có thể nghe chim hót, nghe tiếng ve kêu, nghe tiếng nhạc sành, hoặc là nơi đó người ta đã cài sẵn cái âm nhạc, hoặc người ta để đó cho mình sử dụng để mình có thể đặt những cái bài hát, những cái âm thanh mà mình cảm thấy mình thích thú, hoặc là nghe tiếng suối róc rách chẳng hạn vậy. Thì đó là năm căn, năm cái cảnh nó đều hiện bài ra hết, đều hiện bài ra. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi rằng là khi mà năm cái cảnh nó hiện bài ra hết thì năm căn chúng ta sẽ bắt năm cái cảnh này ra sao? Tức là các cái thức của chúng ta nó sẽ khởi sanh để nó tiếp nhận tất cả các cảnh nó ra như thế nào? Thì là có ba cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất đó, là nó theo sở thích, tức là theo cái ý muốn. Nó theo cái ý muốn của mình mà các cái căn của mình á, căn nào nó sẽ bắt cảnh nào trước. Ví dụ như mình đi đến nơi đó là cái xe du lịch nó ngừng lại đó, thì năm cái cảnh này nó hiện bày ra đầy đủ hết. Cái người đau lưng quá thì thấy cái chỗ mình có thể ngã lưng xuống một cái ghế xích đu dưới chỗ cái bóng mát chẳng hạn, thì cái chuyện mà mình nằm ngã cái lưng cái đó là mình chọn đầu tiên thì mình đến đó, phải không? Do mình, do cái ý thích mình. Còn có cái người mà bị cái hấp lực của một cái vườn hoa chẳng hạn, thì cái người đó là coi như không nói gì tất cả để coi hoa, vì hoa nó đẹp quá. Có người nghe cái tiếng chim hót thì lần theo cái đó để đi theo cái tiếng chim hót đó. Tức là nó theo cái sở thích của mình, cái gì thì mình tìm tới đó. Còn cái người họ khát quá, hoặc họ đói bụng quá thì thôi ai muốn làm gì làm á, để uống miếng rồi đã, rồi ăn miếng rồi đã, rồi mới tính tới cái chuyện khác. Phải vậy không? Thì như vậy là năm cái căn, năm cái cảnh nó cùng có mặt, nó cùng hiện bày ra. Nhưng mà các căn của chúng ta nó sẽ bắt cái cảnh nào đầu tiên là do cái ý thích của nó. Thấy rõ này chưa? Nó thu hút. Còn bây giờ cái người mà đi đến ở một nơi đó hoặc đến nơi đó mà không thích gì hết á, thì cái cảnh gì nó mạnh nhất thì nó sẽ lâu cuốn người đó. Tức là năm cái cảnh này nè, năm cái cảnh này, cái hấp lực của cái cảnh nào mạnh nhất sẽ lâu cuốn cái người đó. Tức là thí dụ giờ cái người này bước vô là thấy cái vườn hoa liền, thì cái người này coi cái hoa đã, rồi tới đâu rồi tính tới đó. Chứ còn không có một cái sự chọn lựa như cái người mà có cái sở thích. Cái người này cứ để cho cái cảnh nó lôi cuốn, đi tới đâu thì thấy tới đó, thưởng thức tới đó, còn thấy thôi. Thì đó là năm cái cảnh này đó, nó sẽ xuất hiện đó là tùy theo cái hấp lực của cái cảnh đối với cái tâm của cái người đó. Rồi bây giờ nó có một cái trường hợp thứ ba nữa đó, là có những cái người bị cái cảnh nội nó chi phối nhiều quá, cho nên là cái cảnh ngoại nó không có tác động được. Tức là năm cái cảnh nó hiện bày, nhưng mà quý vị đi quý vị sẽ thấy đó, có những người đó họ đi tới đó nhưng mà họ nói chuyện từ trên xe đi xuống dưới đất, rồi cái lúc mà ta coi xong rồi ta đi lên mà hai người nói không ngớt. Thì những cái người đó là nó không có bị năm cái cảnh ở bên ngoài nó chi phối, mà nó bị cái cảnh nội ở bên trong nó chi phối. Gì không? Họ nói suốt luôn, nói không dứt luôn. Thì đó là cái người bị cảnh nội chi phối. Thậm chí mà họ tiếp xúc với cảnh ngoại là thí dụ tới đó là khát nước mà uống nước đi nữa, hay là ăn cái gì đi nữa, họ cũng nói suốt luôn. Họ không có thưởng thức cái uống mà cũng không có thưởng thức cái ăn, mà vừa ăn vừa nói, vừa uống vừa nói không ngứt. Thì cái người đó bị cái cảnh nội nó chi phối, thì cái cảnh ngoại đó thì coi như tới đâu tính tới đó, nó thuộc vào cái hàng thứ hai đó. Thì khi năm cảnh nó đều có mặt thì cái hấp lực của nó đi như vậy. Chúng ta học cái chỗ này để mà chúng ta đó, mỗi lần nó khởi lại chúng ta biết cái tâm của mình. Bởi vì thông thường đó, mình sống chung với cái tâm của mình nhưng mình không biết rõ nó. Tại vì mình ngỡ nó với mình là một. Bây giờ khi chúng ta hiểu biết rồi đó thì chúng ta tách ra. Chúng ta tách ra. Bởi vì sao?
Bởi vì cái mà nó khởi lên trong tâm chúng ta là chúng ta phải hiểu nó là từ cái dòng nghiệp quá khứ nó khởi lên. Cái mà bây giờ là cái chúng ta thấy biết đây là một cái hiện tại rất sáng suốt của chúng ta. Còn nếu không á, khi mà một cái quá khứ nó khởi lên vậy á, là chúng ta tiếp nhận liền, chúng ta sát nhập nó là một, thì chúng ta lại gọi là tái tạo lại cái quá khứ trong một cái đời sống hiện tại. Thì vậy chúng ta tái lập lại, chúng ta tái lập lại. Thì cái điệp khúc cà lâm này nó đã từng diễn ra trong quá khứ, nay nó diễn ra trong hiện tại. Quý vị đọc những cái tích truyện trong Kinh Pháp Cú, hoặc là đọc những cái chuyện về tiền thân của Đức Phật, quý vị sẽ thấy những điệp khúc này. Nơi một người mà đã phạm trong cái tiền kiếp mà không có tỉnh thức được, thì cái kiếp thứ hai sẽ phạm y như vậy. Kiếp thứ ba sẽ phạm y như vậy. Kiếp thứ tư sẽ phạm y như vậy. Cho đến khi nào người đã nhận thức ra thì hết. Cho nên cái đạo Phật đó, chú trọng tới vấn đề ý thức, vấn đề nhận biết. Nhận biết ra, ý thức rõ ra thời điểm này cái gì đang xảy ra, nhìn thấy cho chính xác. Sự chính xác này nó sẽ tái lại, đi tái lập lại, và nó sẽ cho chúng ta sự hiểu biết rất tự nhiên. Và cái đó nó gọi là chánh niệm, mà chúng ta diễn tả ra dưới nhiều cái từ ngữ. Làm cái gì phải ý thức, phải kiểm soát, phải biết rõ. Chính là chúng ta đang tạo một cái hiện tại đầy sáng suốt và cái trí tuệ. Mà tất cả các chùa đều để một cái câu duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là cái mà hàng ngày chúng ta đều phải quân tập. Quân tập đó bằng cách chúng ta ý thức ra, chúng ta kiểm soát được các hành vi, hiểu sâu được các hành vi. Đó là từng bước trong chánh niệm. Và chỉ có như thế chúng ta mới sống trong hiện tại. Còn nếu không đó, chúng ta để cho những cái tập khí chúng ta khởi lên và chúng ta kết hợp với nó làm một, và chúng ta hiển lộ cái tập khí của mình. Không có nhận thức rõ, không có ý thức rõ. Cho nên sư cô vẫn thường nói với quý vị rằng đạo Phật dạy cho chúng ta đó, con đường tiến hóa tâm linh là cái con đường mà bất cứ cái gì xảy ra trong thế gian này đối với cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta nên học một cái bài học về tâm linh thì chúng ta tiến hóa. Còn nếu không, chúng ta bị cuốn trong dòng đời. Chúng ta đau khổ vì cha, vì mẹ, vì chồng, vì con, vì anh em, vì công danh, sự nghiệp, tất cả mọi thứ. Cái gì nó không có hợp cái ý của ta đều cho làm chúng ta bức xúc, chúng ta đau khổ cả. Và chúng ta cứ thế mà sống. Chúng ta đi trong những cái trạng thái buồn vui. Cái đó là một cái luật vận động thuộc về nhân quả. Mà cái đó là cái con đường của cái dòng nghiệp cũ nó đang trôi chảy trong cái kiếp sống này. Cái mà chúng ta phải sống trong kiếp sống này đó là chúng ta phải nhận biết nó. Chúng ta phải thấy rõ nó. Còn cái chuyện nó xuất hiện và nó hoạt động là cái chuyện đương nhiên là công việc của nó. Nhưng mà cái làm cho chúng ta có thể thoát khỏi nó, chúng ta có thể tiến hóa được, chúng ta có thể thoát sự đau khổ của mình đó, thoát ra khỏi sự đau khổ của mình là nhờ chúng ta ý thức được, chúng ta kiểm soát được, chúng ta nhận biết được, thì chúng ta tránh được, chỉ có vậy mà thôi. Cho nên mình đừng có hiểu là cái chuyện mà mình ngồi thiền đó, ở trong cái thiền viện mà suốt từ năm này qua năm khác mà mình có thể hành thiền được. Mình ngồi thiền là một việc, còn mình ngồi thiền có hành thiền được hay không là chuyện thứ hai. Chứ không phải ngồi thiền có nghĩa là hành thiền. Ngồi thiền nhưng mà hành thiền được là do có sự hiểu biết. Như vậy thì trong cái thiền
mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái thiền về chánh niệm đó, thiền tứ niệm xứ, thì chúng ta có hành trì bất cứ lúc nào. Cái gì đang xảy diễn ra trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, cái gì nó đang xảy diễn ra, nó đang hoạt động nơi sắc thân chúng ta, chúng ta đều thấy biết hết, đều có thể ý thức được hết, đều có thể kiểm tra được hết, đều có thể thấu rõ được hết, đó là thiền. Cho nên khi người ta không có hiểu rõ đó, người ta nói trời ơi, 7 giờ ngồi thiền rồi, mà bây giờ khách vẫn còn ngồi đây. 7 giờ hồi thiền rồi mà cái núi công việc nó còn đây. Khổ ơi là khổ, không có khổ nào bằng. Dài quá phải hầu đó, mình đừng có gia đình, đừng có cái gì hết. Bây giờ cái gánh nặng này nó đâu có đè lên. Không hiểu gì về thiền cả. Chỉ có lòng tham muốn để thiền mà thôi. Giờ này 7 giờ vẫn còn có khách. Giờ này 7 giờ một núi công việc để còn. Hiểu rằng cái phước mình chưa có đủ để ngồi yên một chỗ mà thiền. Bây giờ đó ráng vui vẻ mà tiếp khách, giải quyết gọn gọn cho nó xong đi, để người ta vui vẻ người ta về. Mà mình cũng vui vẻ là bởi vì á, mình đã xong cái việc tốt đẹp đó rồi. Và mình thấy rõ, biết rõ cái điều đó mình cần phải làm như vậy, đó là thiền đấy. Bây giờ 7 giờ rồi, tới giờ hành thiền một núi công việc đó ngồi đây. Thì ta vừa rửa chén, ta vừa dọn dẹp đây. Nhưng mà vừa đồng thời ta ý thức được ta đang làm gì, tâm ta đang ra sao. Thì ta thiền trong công việc của mình. Để mình biết gì? Để mình biết rằng đây là phước huệ song tu. Không thể nào chỉ thuần tí mà tạo cái phước trí được cả. Mà nó phải có phước thiện, cho nên gọi là phước huệ song tu. Còn á, thời của Đức Phật đó là cái nó gọi là cái gọi là thiện á, nó đã đầy đủ rồi. Cho nên gặp được Đức Phật là cái thời đó chỉ có phước trí mà thôi, chứ còn cái phước thiện á là nó nhẹ tên lắm. Cho nên là chùa không có cái bếp, cho nên là người xuất gia đó là nhận cái thực phẩm cúng dường của người thí chủ. Mà bây giờ nó thiếu phước, cho nên chùa nó có cái bếp. Và có cái bếp như vậy á, nó sanh ra không biết bao nhiêu chuyện. Bởi vì cái bếp là cái chỗ đó mà nó tạo phước rất là nhiều, mà cái bếp là cái chỗ mà nó tạo sự tổn phước cũng rất là nhiều. Từ nơi cái bếp nó hiện rõ ra cái tập khí của mỗi người nó nằm trong cái chỗ đó. Nó đầy đủ chỗ để hiển lộ ra hết. Mà cái nơi đó không phải là cái môi trường mà để tu tập thì nó là cái gì. Cho nên bây giờ người ta xuất gia thì người ta nghĩ tới cái chuyện người ta bay lên trời không, chứ người ta không có đi bằng hai cái chân ở dưới đất. Cứ nghĩ là mình vô chùa một cái là mình phải làm cái gì đó để mình tỏa sáng ra. Trời ơi, có sáng đâu tỏa. Nên là người nào mà mơ màng á thì mới nói là đi tu thì sướng lắm. Chứ cái người mà không có mơ màng á thì phải biết rằng ở đời nó cực một á, thì đi tu nó phải cực gấp 3, gấp 4 lần. Mà ở đời nó khổ có một á, đi tu nó phải khổ gấp 3, gấp 4 lần. Mà thiếu phước nó còn khổ hơn nữa. Bên này đó tống qua bên kia đó đập tới, chứ nó không có chiều, nó không có hướng nào hết. Quý vị đi lập gia đình, quý vị làm dâu có bà má chồng thôi. Đi tu thì làm dâu hết tất cả. Từ trong chùa cho tới ngoài chùa làm dâu hết rồi. Không biết đứng chỗ nào, không biết ngồi chỗ nào. Là cái chỗ an ổn của mình không biết. Nhưng có chỗ mà mình biết mà người khác không biết đó. Cái chỗ an ổn nhất của mình nó nằm ở chỗ này. Nó nằm ở chỗ hơi thở ra vô này. Còn ngoài ra không có chỗ nào mà đứng ngồi an ổn hết. Cho nên chưa có biết thì thấy là xuất gia là số 1. Đi vô trong đó rồi mới biết là đi vô cái lò rèn. Nướng rồi đập. Đập rồi còn kéo. Kéo xong còn bẻ. Đủ trò. Chịu không nổi thì văng ra. Chỉ có vậy thôi. Không biết ăn trú chỗ nào thôi.
nên nó không có đơn giản đâu. Còn vô trong đó rồi để mà mình á là kiếm một cái chỗ để trốn trong đó rồi là sống theo ý riêng đó, thì cái con đường ý riêng đó nó dẫn đi xuống, không bao giờ nó đi lên được. Cho nên con người ta mà muốn hữu dụng đó thì nó cũng như cái cục sắt vậy, muốn hữu dụng thì phải đưa vô cái lò rèn. Con người ta mà muốn rèn những cái tập khí của mình đó, để mà trở nên tiến hóa thì nó ở trong cái lò rèn, nó phải chịu như thế. Vì cái ngã của chúng ta là cốt lõi trong đời sống thế gian, đụng tới cái nó đau, đụng tới cái nó bị thương tổn, bởi vì nó phối hợp làm một, thân này nó cũng phối hợp làm một, mà bất cứ một cái trạng thái tâm nào nó cũng phối hợp làm một, chưa bao giờ nó nhìn về cái thân này để nó quan sát, nó coi rằng đây là một cái hoạt động tách biệt. Chưa bao giờ nó nhìn vào những cái trạng thái tâm đó, nó là hoạt động tách biệt. Vì vậy nó vẫn đau khổ. Khi chúng ta đau khổ là chúng ta còn cái ngã. Khi vô ngã không có đau. Mà tu là tập. Cho nên người ta đánh nè. Hết ra chỗ nào đánh chỗ đó, hết ra chỗ nào đánh. Mình ở đời đó thì mình yêu cái ngã mình, mình muốn người khác yêu cái ngã mình, cho nên người ta thích lời khen. Thậm chí những người làm vua biết nó là tân bốc vẫn thích hơn cái đứa mà nó nói thẳng thừng. Nói thẳng thừng nghe mệt cái lỗ tai lắm. Biết nó nói láo, nó bốc thơm mình lên chút xíu, nhưng dẫu sao dễ chịu hơn. Vì cái lòng tham ái nó ve vuốt cái ngã của mình. Ngã nó nằm trong tâm tham mà. Nó là tham ngã mạn mà. Và hiểu sai như vậy vẫn bám vào chỗ đó, là cái tham tà kiến mà. Dính vào trong cái chỗ đó, cho nên thích cái người khen mình, thích cái người nịnh mình, thích cái người tân bốc mình. Mặc dù biết nó giả dối nhưng vẫn bo cho nó một chút xíu. Rồi nó tiếp tục nó làm như vậy cho mình nó, cái ngã mình nó được mát mẻ, nó được vui, nó được an tâm, nó thấy rằng như vậy ở trên nó ngon lắm, nó được khẳng định. Đó là cái bệnh mà nó giết hại không biết bao nhiêu chúng sinh, nó đưa những chúng sinh này vào con đường thoái đọ cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi. Người nữ sập bẫy người nam sập bẫy người nữ, cũng chỉ vì ngọt ngào quá, ve vuốt cái ngã nhiều quá mà nó sập bẫy lẫn nhau. Rồi về nhà đó, rồi cái bẫy người này nó móc người kia nó móc người nọ, sức da rách thịt ra thì cũng là cái ngã mà thôi, phải không? Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta thấy cái ngã của mình. Mô Phật.